Xin chào bạn đến với kênh xe đạp, kênh review giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay lên các mẫu xe đạp địa hình Omio, một dòng xe đạp mang thương hiệu của Philippines và được sử dụng cũng rất là rộng rãi tại thị trường Philippines luôn các bác nhé. Thì hôm nay về model này là Omio M82, một chiếc xe khung full carbon. Đấy, toàn bộ khung là full carbon, các bác có thể nhìn thấy những cái sợi carbon trần ở trên khung đây. Thiết kế rất là hay các bác nhé, chỉ là khung carbon trần và được dán tem logo rồi phủ bóng lên. Đấy, tem này zin luôn các bác nhé, tem này cực kỳ mỏng luôn. Đấy, tem zin thương hiệu Omio model M82 full carbon. Đấy, xe thì được sử dụng bộ chuyển động là Shimano Altus các bác nhé, với 9 tầng lip và 3 tầng đĩa đạp gạt đĩa Shimano Asiza, cho xe có 27 tốc độ khác nhau. Những cái chi tiết như phốt tăng về ni lông và cọc yên cũng hoàn toàn được sử dụng là sợi carbon các bác nhé. Trọng lượng xe thì cũng cực kỳ là nhẹ. Đấy, một chiếc xe địa hình cấu hình này thì cũng rất là ngon rồi. Tay bấm xả trên này sử dụng là của Shimano Alivio các bác nhé. Đấy, thì giảm sóc thì là được sử dụng là giảm sóc hơi. Đấy, giảm sóc hơi đây các bác nhé. Đây ai đây chỗ để bơm hơi đây các bác nhé. Đùi xe thì sử dụng là đùi trục rỗng, cũng đến từ thương hiệu Shimano luôn. Cấu hình cực kỳ là tốt. Thì xe thì em đang bán mức giá cho nó là 9.600.000 thôi các bác nhé. Rất là ngon, một con xe chính hãng hiệu Philippines. Và bộ chuyển động và các thứ là phụ tùng là được sử dụng hết của Shimano. Vành bánh của xe được sử dụng là vành bánh 26 inch quả lốp Kenda. Kenda và bản lốp của nó là 1.95 các bác nhé, 26 x 1.95. Đấy, chất lượng xe thì các bác có thể nhìn trên hình và đánh giá cực kỳ là mới rồi. Đấy, hầu như là không có vết xước nhỏ đáng kể, kể cả những cái chi tiết như xích hay là lip. Đấy, các bác nhìn rất là bóng mới các bác nhé. Dây thì toàn bộ là đã được chạy ra một lần rồi. Đấy, chỉ có phanh dầu là chạy ngoài thôi. Thì cũng rất ít xe phanh dầu chạy âm thôi nhé. Chủ yếu là phanh những cái dây đè chuyển động này thì chạy âm là nhiều. Còn phanh dây phanh dầu thì rất ít hãng làm mà chạy âm. Nó sẽ khó sửa chữa nên là người ta ít làm chạy âm. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh. Thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trỏ xuống ở đây. Đấy. Thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây. Đấy, thì giá bên em luôn công khai. Để trên phần tiêu đề hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác ấn... Các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh thì các bác ấn đăng ký ở đây. Và ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe sau đó từ tâm trục đạp đến khóa yên là 43-44cm. Từ khóa yên đến tâm củ phốt là 57cm. Thì xe của các bác đi từ khoảng 1m63-64 đến khoảng 1m73-74 đi là phù hợp. Và phần chuyển động đây các bác nhé. Bộ chuyển động là Shimano Altus. Đĩa Asiza 9 tầng lip và 3 tầng đĩa. Các xe có 27 tốc độ khác nhau. Đoạn thì nó có thể nhìn trên hình rất là mượt mà các bác nhé. Rồi, chất lượng xe thì cũng còn khá là mới. Chuyển động rất thứ ngon lành luôn, cũng như là không có lỗi bạc gì cả.
Thì chiếc xe đang được bán với mức giá là 9.600.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn tôi đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.